Lễ hội âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 Hò Dô 2023 đã trải qua hai đêm diễn thành công, hàng loạt chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại âm nhạc. Đông đảo khán giả đã có mặt chờ đợi đêm diễn cuối cùng diễn ra tối nay, khép lại hành trình 3 tháng với nhiều hoạt động hấp dẫn cho người dân và du khách. Thưa quý vị, tối nay lễ hội âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Hò Dô 2023 sẽ trình diễn đêm cuối cùng sau hai đêm diễn của ngày 22 và 23 tháng 12. Thì hiện tại thì công tác chuẩn bị đang được khẩn trương thực hiện và ban tổ chức kỳ vọng là sẽ mang đến cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh một bữa tiệc âm nhạc thật là mãn nhãn. Sự kiện diễn ra đúng vào dịp Giáng sinh nên ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút hơn 150.000 khán giả đến tham gia trải nghiệm, hòa mình vào không gian âm nhạc giữa trung tâm thành phố. Hò Dô 2023 được đánh giá là một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất năm của Thành phố Hồ Chí Minh, hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa và kích cầu du lịch thành phố. Đêm diễn Hò Dô Superfest tối nay sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Thu Minh, nhóm nhạc Đà Lạt cùng với nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc quốc tế nổi tiếng. Mình biết chương trình này trên Facebook, chương trình nó rất là lớn, chắc đêm này là sẽ hay. Chạy đêm này là đêm cuối rồi. Mình cũng thấy háo hức lắm, tại vì mình xem trên TV đó, trong chờ ra đây để coi xem cái chương trình nó hay như thế nào. Lúc đi trên ngoài phố đi bộ, em thấy ngoài cái việc trình diễn ở đây thì có rất nhiều gian hàng sôi nổi, rất là thú vị. Em trông chờ nhất là trình diễn của nhóm Ta Láp ạ. Tối nay, ban tổ chức cũng sẽ trao giải cuộc thi Cảm hứng Hò Dô 2023, tìm kiếm các gương mặt triển vọng giới thiệu đến khán giả. Hò Dô 2023 được kỳ vọng sẽ trở thành một lễ hội âm nhạc thường niên, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, có chỗ đứng vững chắc trên bản đồ lễ hội âm nhạc thế giới, qua đó thu hút thêm nhiều du khách nội địa lẫn quốc tế đến với Thành phố Hồ Chí Minh.